Mến chào các anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại cùng kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn. Thưa quý vị, một điều mà nhiều người hay nói đó là giàu có số cả đấy. Bởi số phận an bài mà có những người sinh ra đã ở vạch đích, số hưởng cuộc sống giàu sang nhung lụa. Cũng có người làm ăn chăm chỉ, phấn đấu cả đời nhưng vẫn chẳng thể nào giàu có. Thực chất, giàu có đã chắc là do số không? Và vì sao những người chăm chỉ lại chẳng thể giàu? Cùng tìm hiểu bí mật làm giàu của người giàu trong video ngày hôm nay để lý giải cho vấn đề này các bạn nhé! Vì sao có người chăm chỉ, cố gắng cả đời vẫn không thể giàu có? Làm giàu ra sao? Kiếm tiền thế nào? Bí quyết thành công là gì? Đó chính là những câu hỏi của rất nhiều người đang lao lực làm việc kiếm tiền trong xã hội ngày nay. Có những người có khi còn quay cuồng cả đời vẫn không thể trả lời nổi câu hỏi này. Có những người dù lao tâm khổ lực một đời một kiếp nhưng cũng không thể làm giàu thành công. Vậy lý do ở đây là gì? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho vấn đề nan giải này. Thực tế đã chứng minh, nhiều người nghĩ làm việc chăm chỉ mới có thể thành công. Tuy nhiên đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, bởi nỗ lực không có nghĩa là mình cố gắng lặp đi lặp lại công việc hàng ngày, mà đó phải là một quá trình liên tục suy nghĩ và hành động. Nếu một người xác định phương hướng sai, càng làm việc chăm chỉ, kết quả sẽ càng trở nên tệ hại. Nhà kinh tế học Vương Hòa ở Trung Quốc trong một lần diễn thuyết đã khẳng định có quá nhiều người làm việc chăm chỉ nhưng lại sử dụng sai phương pháp. Suy nghĩ và phương pháp quan trọng hơn tốc độ làm việc và sự lựa chọn luôn quan trọng hơn sự chăm chỉ. Chuyện kể rằng hồi trước đây ở Mỹ từng có một cơn sốt tìm vàng. Mọi người đều lùng sục đào bới với hy vọng đổi đời. Tại một thành phố nọ, khi mọi người đang đãi vàng thì một thanh niên tìm đến. Người này không tham gia đào vàng, nhưng sau một thời gian quan sát, anh ta đã bán xẻng và các dụng cụ khác cho những người khai thác. Cuối cùng, do cạnh tranh gay gắt, người đào vàng không kiếm được nhiều tiền, nhưng thanh niên kia lại kiếm được rất khá từ việc đi bán xẻng. Những người đào vàng đại diện cho người nghèo, siêng năng, chăm chỉ nhưng cuối cùng chẳng có được gì. Chàng thanh niên đại diện cho người giàu, có thể kiếm được nhiều tiền mà không cần làm việc quá sức. Vương Hòa nói, sự khác biệt giữa họ và những người khác chính là suy nghĩ và hành động. Tâm trí người nghèo bị luẩn quẩn trong những suy nghĩ hạn hẹp và sai lầm. Trong khi những doanh nhân có tầm nhìn xa, họ lại giỏi tìm kiếm cơ hội ở mọi nơi. Trong một ví dụ khác, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, Burroughs Frederick Skinner, đã làm một thí nghiệm về việc cho chim bồ câu ăn. Ông cho chúng ăn một cách ngẫu hứng. Sau một thời gian, ông phát hiện ra những con chim bồ câu này bị loạn thần, tức là mắt của nó bị loạn, nên nhiều khi mổ thức ăn chả cần phải nhìn chính xác mà cứ thế mổ xuống đúng vào được thì nuốt. Một số con sẽ lắc đầu theo một hướng nhất định, trong khi những con khác quay đầu ngược chiều kim đồng hồ. Lý do là mỗi con chim bồ câu đều cảm thấy rằng chỉ cần lặp lại một hành động là mổ xuống đất thì chắc chắn kiếm được thức ăn. Và thực tế là chúng kiếm được nhiều thức ăn từ nhà tâm lý học Burroughs Frederick Skinner. Vì vậy, đối với thức ăn, những loài chim này đã hình thành một thói quen khó bỏ. Suy nghĩ của con người ngày nay cũng như vậy. Người nghèo sợ rủi ro và người giàu thích rủi ro. Người nghèo làm việc chăm chỉ nhưng bỏ qua sự lựa chọn, trong khi người giàu đã lựa chọn đúng trước khi họ làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, nghèo tạm thời không có gì ghê gớm, nhưng điều khủng khiếp là không bước ra được tư duy của người nghèo trong cả cuộc đời. Nếu người nghèo muốn trở nên giàu có, thì hãy nhớ rằng suy nghĩ quan trọng hơn là làm việc chăm chỉ. Nếu bạn cũng trong tình trạng làm việc chăm chỉ suốt ngày mà đời mãi cứ không khá lên nổi, thì tốt hơn hết nên điều chỉnh lại suy nghĩ và hướng đi của mình.
Người giàu không chỉ may mắn, mà hành động của họ không thể tách rời được tư duy. Không có gì trên đời là dễ dàng. Khi chúng ta thay đổi cách suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ thay đổi mọi thứ. Tỷ phú Lôi Quân của Trung Quốc nói. Vâng, như Napoleon Hill đã từng nói, suy nghĩ là vật chất. Chính tư duy, cách suy nghĩ của các bạn sẽ quyết định phần lớn đến việc cuộc đời bạn có giàu có hay không. Và ai còn chưa tin vào điều đó thì hãy cùng chúng tôi chiêm nghiệm trong phần cuối của video hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đi nhận diện những người mà tương lai chắc chắn là sẽ giàu nếu như họ sở hữu những dấu hiệu sau. Và bạn có biết người nào có những dấu hiệu sau đây thì hãy thử ngẫm xem nhé. Cùng theo dõi. Dấu hiệu của một người dễ thành công và giàu có. Thành công là điều ai cũng mong muốn và nó cũng đòi hỏi sự cố gắng không ngừng. Những người thành công thường là những người luôn khao khát chinh phục những đỉnh cao mới. Họ luôn có những dấu hiệu nhận biết sau đây. Thứ nhất, có máu kinh doanh từ nhỏ. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett từ 5-6 tuổi đã bán kẹo cao su cho những đứa trẻ hàng xóm, trong khi tỷ phú Mark Cuban từng bán túi đựng rác trong khu phố ông sinh sống năm 12 tuổi. Rất nhiều tỷ phú, triệu phú nổi tiếng thế giới đều có điểm chung khá phổ biến: bắt đầu kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Nếu có máu kinh doanh khi còn là một đứa trẻ, bạn đã sở hữu một đặc điểm chắc chắn rằng khi lớn lên, bạn sẽ biết cách kiếm tiền. Thứ hai, thường xuyên chơi với người giỏi hơn mình. Các nhà nghiên cứu cho rằng con người là động vật duy nhất tiếp nhận các gợi ý. Gợi ý tích cực ảnh hưởng tốt tới tinh thần và trạng thái sinh lý của con người, kích thích tiềm năng nội tại, khiến họ trở nên tiến bộ, hưng phấn và vui vẻ. Nếu dành phần lớn thời gian cho những người mang năng lượng tiêu cực hoặc không có chí tiến thủ, bạn sẽ không thể tiến bộ và thậm chí thụt lùi dần. Tình bạn của tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett đã kéo dài được hơn 1/4 thế kỷ. Cả hai cùng nhau thảo luận về những tin tức, xu hướng mới, dành thời gian để gặp gỡ và khai thác ý tưởng từ mỗi người. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi hai doanh nhân tầm cỡ này đều đồng tình việc bạn dành nhiều thời gian cho ai là điều cực kỳ quan trọng. Bằng việc chọn được nhóm bạn tốt, bạn có thể tự thúc đẩy mình hướng tới những mục tiêu xa hơn, cao hơn. Thứ ba, luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng. Trong một cuốn sách, Napoleon Hill từng ví những người muốn chinh phục thành công mà không có mục tiêu rõ ràng chỉ là những con tàu không bánh lái. Ông viết, hãy nhớ rằng cả mục tiêu và kế hoạch để đi tới thành công đều có thể thay đổi theo thời gian. Điều bạn cần thực hiện ngay bây giờ đó là hiểu được tầm quan trọng và xác định được mục tiêu đúng đắn trước mắt trong nhận thức và thực hiện nó bằng một kế hoạch cụ thể. Người thành công luôn gây dựng cho mình một kế hoạch mỗi ngày để thực hiện mục tiêu họ đã đề ra. Mục tiêu có thể rất lớn, nhưng cần phải phù hợp với chính bản thân họ. Họ thường xác định mục tiêu dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Nhờ vậy, họ mới đi đúng đường dẫn tới thành công. Thứ tư, luôn nỗ lực để nắm bắt cơ hội. Người bình thường luôn chờ đợi cơ hội từ trên trời rơi xuống, mà không chịu nỗ lực làm việc để tạo ra cơ hội. Khi một người mơ ước làm sao kiếm được 50.000 bảng, thì 100 người chỉ biết mơ ước 50.000 bảng rơi ngay xuống trước mặt họ. Cơ hội không thuộc về những người chỉ luôn chờ đợi mà không hành động. Trong môi trường làm việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt cũng như vậy. Nếu chỉ biết chờ đợi mà không biết cách tạo ra, thì cơ hội mãi mãi không đến với bạn. Thứ năm, không sợ thất bại. Người sáng lập thương hiệu ô tô Ford, Henry Ford từng nói, trước một sự việc, dù bạn nghĩ là có thể làm hay không thể làm, thì bạn đều đúng hết. Điều đó có nghĩa, bản chất của một sự việc là do chủ quan chúng ta quyết định, chứ không phải ai khác. Bởi thế, nếu có vấp ngã, đừng vội coi nó là một sự thất bại. Thay vào đó, hãy coi nó là một cơ hội để học tập và phát triển. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ thực sự thất bại khi quyết định từ bỏ. Chỉ cần thay đổi quan niệm về thất bại, bạn sẽ có nhiều động lực hơn để bước tiếp.
Henry Ford nói.